và khô kiết đại chứ. Bình thân nàng đó là người yêu của Khanh à. Tông chứ. Bao lâu rồi? Dạ, dạ chỉ mới đây thôi. Thì ra kẻ dám hy sinh cống nạp người yêu mình sang Ngô quốc, không hòa kế mỹ nhân phục quốc và công công cứ đại chứ. Nếu không thì chúa con ngươi còn chứa đựng nhiều dụng ý. Mưu tông ấy không phải là dụng ý mà là thuận ý trời. Thế nào là thuận ý trời? Dạ, đại chương trong tay gần hầu thiên hạ. Diệt băng là tiểu băng, dù tôi không ngại điểm quân của cô như để trị mình, được phong tích trở về cổ quốc. Ơn kia nghĩa nọ, chỉ có bao nhiêu lệ vật dài đi đường, nào xứng đáng gì đâu.